giám định ADN cho kết quả. Hai cốt liệt sĩ trong một ngôi mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương có cùng huyết thống với một người con trong gia đình là ông Nguyễn Xuân Bính. Vậy là sau 50 năm đằng đẵng tìm kiếm người anh trai, ông Bính đã thực hiện được mong ước của người mẹ đã khuất. Khóa nguyện của mẹ già đã khuất đi xa khi bảo các con làm sao cũng phải tìm anh về với mẹ. Nhưng không phải gia đình nào cũng may mắn như vậy. Tại phòng thí nghiệm này, khá nhiều trường hợp không xác định được danh tính của liệt sĩ cùng mối quan hệ với thân nhân còn sống, bởi các mẫu vật đã nằm trong lòng đất quá lâu và bị phân hủy gần hết. Mẫu xương bị mục nát rất là lớn, bị phân hủy không thể, rất nhiều mẫu không thể làm ADN được nữa. Thực tế, các cuộc khai quật cũng không tìm được nhiều mẫu vật như mong đợi. Thêm vào đó là yếu tố tâm linh, nên khi khai quật có gia đình liệt sĩ đồng ý, có người không. Nhưng nếu không khẩn trương tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính thì chỉ khoảng 10 năm nữa, việc giám định sẽ không đạt hiệu quả đề ra. Đẩy mạnh về cái cơ sở tầng và nguồn lực. Chứ không phải là chúng ta muốn có máy móc nhưng mà không có nguồn lực thì chúng ta cũng không thực hiện được cái vấn đề này. 40 năm qua, gia đình anh Giang vẫn thờ cúng chú ruột với ngôi mộ chỉ có bia trong Nghĩa trang Liệt sĩ ở tỉnh Bắc Ninh. Anh đã gửi mẫu ADN của mình và nhiều lần vào Quảng Nam, nơi chú mình từng chiến đấu. Gia đình vẫn nung nấu hy vọng, dù biết cơ hội ngày càng khó khăn hơn.